Rồi, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Súp Máy Nhật Bãi Biên Hòa. Này là chương trình dọn kho thanh lý tập tiếp theo ha. Tập này là phần phần 3, phần này phần 3 nối tiếp hai phần trước. Thì hôm nay thì có một số những cái tời, nay một số những cái tời tời điện nè. Có hai cái tời điện này, hai tời điện zin 100V này và một cái tời hơi. Rồi có hai cây khoan bàn 1 1 mét, một cây Kira, cây Hitachi. Tiếp tục là có một con bơm hơi mini Iwata. Rồi có một cái bình hơi inox, bình hơi inox 30 lít, bình không thôi. Rồi hôm nay chỉ có như vậy thôi. Rồi đầu tiên này xin bà con nút like, xin bà con nút like rồi chúng ta sẽ coi chi tiết về báo giá thì lưu ý với các bạn luôn. Tất cả những hàng thanh lý này, tất cả những cái gì mà bên mình bán thanh lý rồi á, là cái thứ nhất á, là bên mình chỉ nhận chuyển khoản này, không có nhận cọc, không có nhận COD, là thứ nhất. Cái thứ hai á, là bên mình giả bao cái sản phẩm đúng như test ở trên video thôi, không có bảo hành nha, tức là không có chịu trách nhiệm gì hết, thì các bạn nên cân nhắc trước khi mua hàng thanh lý. Thì có qua thì cũng có lại thôi, tại vì bên mình đã bán lỗ, đã bán rẻ rồi thì tất nhiên là các bạn chịu khó, các bạn chuyển hết tiền trước để bên mình thu hồi vốn cho nó nhanh nha. Ok. Đi vào chi tiết luôn. Rồi đầu tiên là ba cái tờ này, ba cái tờ này thì đáp xem cho giá cho đi. Cái màu vàng này đúng không? Rồi 1 triệu luôn, 1 triệu, không cần số đâu. Đấy này, nó mỗi món nó chỉ có một cái thôi. Tờ vàng này 1 triệu đúng không? Tờ hơi 1 triệu luôn, tờ hơi 1 triệu rồi. Tờ đỏ kia, tờ đỏ đó là 1,5 triệu. 1,5 triệu đó, coi như là bán thế này là coi như là tất tần tật luôn, bao sống bao phun luôn, rẻ hơn bãi nữa đó. 1 triệu nha, 1 triệu luôn, và cái đỏ là 1,5 triệu. Rồi ok. Khoan bàn thì hôm nay thì xả lỗ luôn, xả lỗ nặng luôn, 2 cây đồng giá 5,5 triệu, 2 cây đồng giá 5,5 triệu. Cây Hitachi kia chạy được 220 kìa, motor nó chạy được hai loại điện 110 với 220 luôn, 5,5 triệu. 5,5 triệu. Tất cả giá là bao bao phí vận chuyển thôi. Riêng mà các khách tuyến huyện biển đảo thì bên mình chỉ hỗ trợ 50% thôi. Đó, hàng Kira này thì nó đẳng cấp hơn. Còn hàng Hitachi kia thì đổi lại thì nó chạy được điện 220. Kira này là điện zin 100V. Đó, 2 cây đồng giá 5,5 triệu luôn. Đó. Còn riêng mà khách nào chúng ta muốn mua về, chúng ta muốn mua về chúng ta bán lại ấy, thì bên mình để cả cặp cho các bạn luôn là 10,5 triệu. Đó, các bạn nào mà lấy một cặp về kinh doanh này, bên mình fit thêm được 500 nữa cho nó nhanh luôn, 10,5 triệu nguyên cặp luôn, về chỉ việc bán thôi chứ không phải làm gì hết á, tất cả luôn là zin hết, chỉ có sơn mới lại cho nó đẹp thôi. Rồi máy hơi Iwata mini cực chất luôn, Iwata mini cực chất luôn, máy khô không dầu, máy khô không dầu. Con đó là bao nhiêu ta? 2,8 triệu mà thôi. Con đó thì để cho các bạn luôn là 2,5 triệu, fit tẹt ga luôn 2,5 triệu. Ăn lỗ đi cho nó nhanh đi, hơi 2,5 triệu, không cần số đâu, có món nào nó chỉ có một cái thôi, số má hay đâu. Hơi mini 2,5 triệu, Iwata cực chất luôn. Bình hơi inox full 304, bình hơi inox full 304, 1,3 triệu, 1,3 triệu bao ship luôn, 1,3 triệu bao ship tận nhà luôn, 1,3 triệu bao ship tận nhà luôn. Cuộn dây Hataja còn một cuộn kìa, lấy ra fit thêm 50.000 nữa. Fit thêm 50 ngàn nữa cho nó hết luôn. Còn đúng một cuộn duy nhất. Rồi ghi cho 1,3 triệu. Từ 1,5 triệu mà xuống còn 1,3 triệu luôn. Ghi cho dây Hataja. Còn đúng một cuộn duy nhất. Một cuộn duy nhất một. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn à. Hàng này hàng đẹp xuất sắc chứ không phải là hàng lỗi. 1,3 triệu. Rồi cho bà con cô bác, cho các chú các bác chúng ta coi thấy được cái cuộn dây điện nó như thế nào đi. CB chống giật hoạt động hoàn hảo luôn. không cong, không bể, không móp, không nứt. Dây zin không bong chóc. Dây zin không bong chóc này các bạn coi nè. Dây nó còn trong suốt, còn nhìn thấy lõi luôn nè. Dây còn nhìn thấy lõi luôn. Tiếp địa còn nghiêm chỉnh luôn. À, coi ngoại hình nó coi. Đẹp xuất sắc. Tem kiểm định còn luôn. 1,3 triệu. Hataja 29m. Made in Japan. Rulo huyền thoại rồi. Đó. 1,3 triệu còn đúng một cuộn duy nhất thôi, nhanh tay chốt liền ha. Rồi bỏ qua cuộn này. Rồi bây giờ bà con cô bác thì coi, chúng ta coi mình test ba cái tời này, mình sẽ test ba cái cùng lúc luôn ha.
test 3 cái cùng lúc rồi các bạn coi chi tiết mình giới thiệu từng cái. Đó, xích nó dài ghê vậy hả? Chắc phải 5 mét. Con này xích là hơn đấy, 5 mét gì mà ít vậy. Thấy hai vòng này không là, là thấy hơn 4 mét là còn nguyên cục kia nữa. Xích này chắc phải chục mét đấy, không ít đâu. Chục mét đấy. Đây, bấm thử lên xuống coi. Thử lên xuống cái xem cái nhấp lên thử xem cái hết hành trình nó còn hoạt động không. Rồi bấm thử rồi. Hết hành trình nó còn hoạt động đúng không? Đấy, cái gá này còn hoạt động này, còn bảo vệ tốt ra. Rồi bấm xuống. Rồi. Để xem xuống là xem cái này nó có ngắt hành trình không ạ. Rồi bấm xuống đây. Bấm xuống. Bấm chưa? Rồi, cái này nó còn hoạt động tốt các bạn. Rồi lên xuống thử coi. Rồi, xuống. Đó. Hoàn hảo à. Đấy, thằng này thì xích mới là 5 mét nè. Thằng này xích 5 mét. Thằng này là trước là để trên trên shop mới là tời đồ lên đấy phải không? Thằng này xích 5 mét nè, trước tại vì tời lên trên gác shop mới là biết nè. Thằng này nếu nó dụng cũng giống như thằng vàng, mà thằng này thì nó có cơ cấu nó phanh. Tức là chúng ta nhả tay ra thì nó phanh luôn á. À, cấp nguồn vô test thử cho. Rồi bấm thử lên xuống rồi. Nhả lại. Đó. Con này nhả tay ra cái là tự động nó hãm phanh lại á, tức là nó sẽ không còn chớn nữa. Rồi bấm lên nó nâng cái cục te lên coi. Rồi. Đấy, bà bấm hết luôn xem nó có hết hành trình đó. Còn hết hành trình là còn chặn bình thường à. Lên xuống hết hành trình là tự động ngắt bình thường đó. Rồi bấm xuống. Đúng tay rồi. Đó. Phanh phiếc này kia hoạt động ok hết này. Xích 5 mét. Rồi ok. Rồi, bóp con hơi cho nó lên coi. Bắp xuống ạ. Rồi lên. Rồi ok. Được rồi nha. Rồi con màu vàng này 1 triệu này. Con màu vàng này xích dài lắm. Con màu vàng này xích cả chục mét các bạn. Tay khiển của nó cũng rất là dài. À, tay của nó rất là dài luôn này. Dây nguồn nó phải 3 mét này. Đây, tay khiển zin luôn. Dây nguồn 3 mét này. Tay khiển của hãng Fuji luôn. Đó. Đây, cắm rờ vô đây. Đó, ok luôn. Đó, về chúng ta cắm ở đây chúng ta xài thôi. Đó. Đây, cái này cũng vậy. Cái này thì về chúng ta ghim ở đây chúng ta xài thôi. Đó, đó ghim rồi xài. Hàng này thì xích này. Xích này thì nó sử dụng chung với lại xích công nghiệp này. Thành ra thì chúng ta muốn nối dài, chúng ta muốn cắt ngắn thì nó rất là đơn giản nè. Bạn nào chúng ta cần ngắn thì chúng ta cắt bớt đi. Còn bạn nào muốn dài thêm thì chúng ta nối dài thêm. Còn xích zin của nó là 10 mét các bạn. Bất dài luôn. Móc zin đây. Móc zin có xoay luôn. Đó, hoạt động còn hoàn hảo hết. Các bạn thấy nãy mình test hoạt động hoàn hảo hết. Tải trọng của nó là 200kg. Tải trọng của nó là 200kg. Hàng này của hãng National. Điện Rin 100V. Điện Rin 100V. Công suất thì cực kỳ nhỏ luôn mà tải rất là nặng các bạn. Vậy thằng này xài thì không có tốn điện nè. Công suất của nó là 140W này. 140W mà nó cho kéo tải 200kg luôn. Kinh khủng. Ờ, buông tay ra coi. Điện 100V này nè. 200kg. Số 200kg nó lù lù trên này này. Về các bạn nhìn các bạn sẽ thấy rõ ha. 200kg đây. Đó. Nhanh tay chốt liền bà con. Đây nó có một cái thanh ngang đây nó bị gãy này, không ảnh hưởng gì hết ha, nó vẫn hoạt động được bình thường. Đó. Cái này là cái chặn cái hết hành trình này các bạn này, hết hành trình này nó tự ngắt. Thằng này thì không có phanh, thằng này thì không có phanh nha. Tức là chúng ta bấm xong chúng ta nhả ra thì nó sẽ còn một cái chút xíu chớn. Đó. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là không có tụt. Đó. Tời này là nó chỉ gọi là kéo hoặc là không kéo. Chứ nếu mà nó mà bị tụt, ví dụ các bạn kéo lên 200kg khoảng độ nửa mét đi, các bạn bỏ nút ra, nó không chạy nữa mà nó bị tụt xuống á, là tức đó tời của nó là bị hư. Đó, còn này thì hoạt động hoàn hảo luôn. Thành ra tời nào mà hư á, là nó sẽ tuột. À, cái này thì cái màu vàng này là 1 triệu ha. Màu vàng này 1 triệu này.
Rồi lấy cái màu đỏ đây, cái màu đỏ này. Cái màu đỏ là 1,5 triệu, màu đỏ là 1,5 triệu. Thằng này thì nó nặng hơn chút xíu, thằng này nó nặng hơn chút xíu đây. À, cũng hãng của hãng Nationan luôn, cũng là tải trọng 200 kg luôn. À, công suất của nó thì cũng na ná thằng kia, 160, thằng này 180W. Thằng này thì nó có thêm một cái cùm này gọi là cùm thắng từ này, cùm thắng từ tức là chúng ta bấm nút xong chúng ta nhả ra thì nó sẽ có cơ cấu nó phanh, nó dừng lại ngay cho chúng ta luôn. Tải 200 kg, tải 200 kg, xích của nó 3m, xích nó 3m, tổng trọng lượng của nó đến 8 kg các bạn. Cục này rất là nặng nha, tổng trọng lượng nó tới 8 kg này. Cục này 1,5 triệu, xích 3m, xích thì nó xài xích công nghiệp luôn, xài xích công nghiệp luôn. Thì về các bạn nối xích này rất là dễ, bạn nào cần dài thêm thì chúng ta đi mua cái xích, chúng ta kiếm xích xe đạp nào tương ứng như vậy chúng ta mua, chúng ta đóng vô chúng ta xài luôn, ok ok. Còn bản thân xích zin này của nó là 3m, bản thân xích zin 3m luôn đây, móc zin đây còn nghiêm chỉnh luôn, xoay luôn, móc zin nghiêm chỉnh xoay luôn. Trên này nó còn một cái móc treo trên này luôn này, trên này còn móc treo trên này luôn, hoàn hảo, đẹp tuyệt vời luôn. Đây, tay khiển nó đây, tay khiển nó dài lắm, đây tay khiển nó đây này, tay khiển zin luôn. Thằng này có chỉnh tốc luôn này các bạn này, có chỉnh tốc lên xuống luôn này, có chỉnh tốc nhanh chậm luôn này, tay khiển zin chỉnh tốc nhanh chậm luôn. Dây nguồn zin luôn đây, dây nguồn zin đây luôn, toàn bộ zin đét luôn này, hoạt động hoàn hảo luôn. Con này là 1,5 triệu, 1,5 triệu là lưu ý các bạn luôn, điện 100V này, giá thì cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Thì tất cả những hàng thanh lý này là bỏ ra, tất cả những hàng thanh lý này thì bên mình không có nhận không có nhận đặt cọc và không có nhận COD ha. Bên mình chỉ nhận chuyển khoản hết thôi, thì có qua thì có lại luôn. Đây tiếp tục là một cái tời hơi, tời này thì chỉ dành cho nhà xưởng thôi chứ gia đình chúng ta không có xài cái này. Tời hơi của hãng Endo này, cộng dây cáp của nó là 2m, cộng dây cáp của nó là 2m, tải của nó là 120 kg. Hơi của nó cần lực nén là 46 MPa thôi, tức là 46 kg thôi. Nhưng mà thằng này thì nó cần cái lưu lượng hơi lớn à, thành ra thì ống hơi vô cái này chúng ta đi ống lớn chút xíu, ống 12 là vừa, nét in da băng luôn, rất đẹp. Tời hơi còn rất đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Đây móc zin, móc zin xoay luôn, móc zin xoay của nó. Móc này nó cho có 120 kg thôi, móc này là tải 2 tấn còn kịp, 120 kg gì. Đây dây xích, dây cáp zin nó đây, cáp này nó sử dụng là cáp 4 ly. Thì về bạn nào cần dài chúng ta có thể bỏ dây cáp zin đi, chúng ta chơi cộng cáp dài rồi. Móc trên này có xoay được không? Xoay được luôn. Móc trên này xoay luôn, có khóa luôn đây, zin đẹp rồi. Đưa cái tay, đưa tay bấm nó đây, đây tay bấm nó đây, tay bấm nó đây, lên xuống đây đây. Cái này là down là xuống này, cái này là u là up là lên này. Đó, lên xuống, lên xuống. Đó, hoàn hảo luôn. Con này thì thanh lý lại cho bạn luôn, 1,000,000 luôn, 1,000,000 luôn. Thì giá này cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Đó, có ba cái món tời này. Rồi ok, lấy cái bình hơi ra đây, lấy bình hơi inox ra. Rồi bình hơi inox này nói để dành chế cháo nghịch ngợm mà làm khi có cái đầu hơi mà không có, tôi bạn là không có thời gian. Full 304, xem cái chân nó phải 304 luôn không? Rồi kể cả cái chân của nó luôn các bạn ơi, kể cả cái chân của nó luôn. 500 kẹp mắt hàn, 500 siêu dính mà còn không hít được nó. Full 304 này thanh lý lại cho các bạn luôn là 1,3 triệu. 1,3 triệu giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Cái này là bình inox mà nó dành trong cái chúng ta sử dụng ở trên tàu biển này, hoặc là môi trường có độ ấm cao này, hoặc là trong cái môi trường hóa chất này chúng ta sử dụng những cái này. Đo cái kích thước cho các bạn, bình này có dung tích là 30 lít, bình có dung tích là 30 lít. Chiều dài của nó là dài bao nhiêu? Dài nó là 85. Đó, đo cái đường kính ngang ngang thử xem, đó đường kính thử xem, đường kính nó khoảng bao nhiêu? Đường kính là 25. Đường kính nó 25 các bạn ơi, đó 85 25. Rồi cao từ đất lên tới cái nắp của nó luôn là 35. Đó, xoay cái mặt kia ra coi. Đó, bao các bạn luôn, nguyên zin, không lủng không xì, không lủng không xì không hàn. Đó, dưới này còn được cái khóa xả nước zin luôn này. Chả hiểu sao inox còn sao thằng Nhật nó còn sơn vào đây làm gì nữa. Nhưng mà thường là cái này là cái tính chất công nghiệp của nó, tức là ở nhà máy nó sử dụng đúng một tông màu sơn đó, thì nó phải sơn tất cả những cái máy đi theo nó hết. Đúng chất 304 luôn, dày dặn cứng cáp. Đó, đó nó có cái tem này, cho các bạn có cái tem nó coi. Ở trên này nó có cái tem này. Đó, bình hơi, bình hơi. À, bình này xịn sò các bạn ơi.
Bình này rất là xịn sò, bình này là made in Korea, bình này là sản xuất ở bên Hàn Quốc các bạn. Sản xuất bên Hàn Quốc. Tổng trọng lượng của nó là 6 ký 7 này, không? Tổng trọng lượng của nó là 6 ký 7. Nó nén tối đa được 10 kg, 0.97 MPa, nén tối đa 10 kg. Nhiệt độ chịu đựng của nó tới 75 độ C. Chất thiệt. Đó. Rồi, tuyệt vời, xong một cái. Đây, tất cả những cái này là mình còn để nguyên zin cho nó ha. Về các bạn muốn làm gì các bạn làm. Bao cho các bạn luôn là không xì lủng thôi, không xì lủng. Đó. Không xì lủng, không hàn. Đó. 1,3 triệu, 1,3 triệu. Đó, một cái bình inox 304, 1,3 triệu. Giá thì cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Đã. Rồi ok. Bỏ qua bên đi cho nó rộng rãi các. Rồi con máy hơi này. Máy hơi này thì cũng để dành lâu lắm rồi, thôi đưa ra thanh lý luôn đi cho nó rộng nhà luôn đi. Cây Iwata, cây này để trên đằng trước này, mình hay vệ sinh xe này, bơm hơi bơm xe này thôi. Tại vì cái con máy này nó rất là hiếm, máy này rất là hiếm, tại vì Iwata hiếm khi nào nó sản xuất những cái model mini như vậy lắm. Con này là Iwata bình 16 lít, bình 16 lít, motor là 0.4 kW. Motor là 0.4 kW, motor này chạy được 220 luôn. Tại vì zin của nó là 200V, tin mừng cho bạn luôn, ghi cái lấy bút ghi 220V đây. Đó, 220V, hàng thanh lý thì bên mình không có bảo hành. À, này, nó xài những cái linh kiện nó xịn sò lắm các bạn. The layup Condor, The layup USA, can áp của Italy, can áp made in Italy, chui hơi zin đây, can áp đây. Thì can áp này các bạn để ý này, nó rất là đặc biệt. Can áp này nó không có cần cái đồng hồ báo áp cho ông ta, trên này nó có số sẵn rồi. Đó, trên này có số sẵn, cái núm này nó có một cái vạch này, đó, núm này nó có cái vạch này. Ta muốn để mấy ký, chúng ta gửi bạn là mấy ký như vậy thôi, là chuẩn tuyệt đối luôn. Cái này thì nó có cơ cấu khóa này, chúng ta nhấn xuống là nó sẽ khóa này, không có vặn được này. Chúng ta muốn vặn này, chúng ta phải kéo nhẹ lên xíu đó, kéo nhẹ lên xíu là chúng ta vặn được này. Đó. Bình thường thì nếu mà nhà chúng ta xài, chúng ta cứ vặn lên hết cỡ. Cái can áp này chỉ xài khi mà chúng ta bắn đinh với lại chúng ta phun sơn thì chúng ta sẽ giảm áp đi. Phun sơn thì các bạn chỉ để khoảng độ 3 ký hơi thôi, còn bắn đinh thì các bạn căn từ 4 đến 5 ký cho nó phù hợp với loại đinh. Van an toàn chống nổ này, rồi lại áp xịn sò, đồng hồ báo áp tổng trong bình. Cho các bạn coi cái ngoại hình coi. Cái bình này thì bên mình đã sơn lại rồi nha, bình này sơn mới, bình này sơn mới hoàn toàn. Iwata mà chạy đầu hơi của Hitachi, chất không? Ê, cái bàn một chiều nó chả bá lỡ luôn, đã thiệt ta, bàn một chiều nó bự chả bá vậy luôn. Rồi bên bên mặt bên kia, mặt bên kia cái bình nó có cái tem Iwata. Iwata Iwata series GG367, CG367 made in Japan luôn. Rồi coi cái tem của cái đầu hơi Hitachi coi, coi tem của đầu hơi Hitachi. Tem của đầu hơi này thì xem nào. Tem đầu hơi này thì công suất của nó là 400W, 400W đây. Điện áp của nó là 200V, về bên mình bao các bạn xài 220. Áp nén của nó 8 kg, áp nén 8 kg, lưu lượng của nó là 40 lít trên phút. 40 lít trên phút này thì chúng ta xài gia đình nha, lưu ý các bạn luôn, xài gia đình, thầy thợ công nghiệp, nhà xưởng, cơ sở sản xuất, chúng ta né cái này ra, không có mua cái này. 40 lít trên phút thế này xài nhà thôi, chứ nhiều khi mà có rất là nhiều khách nghĩ là cũng hay lắm các bạn. Rất là nhiều khi mà chúng ta tiết kiệm chi phí một cách quá đáng, chứ còn là đi mua những con máy này về mà đòi chúng ta đòi sử dụng nhà xưởng thì mình bó tay luôn, không có đáp ứng được cái nhu cầu nhà xưởng sản xuất á. Chẳng khác nào bây giờ các bạn đi mua con dao cắt tiết gà nhỏ xíu về về các bạn đòi mổ con trâu, cái đó là nó không hợp lý. 2,5 triệu, 2,5 triệu thì giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. À, hơi nó cầm ghê thiệt chứ. Kéo kéo cái van an toàn ra, xả bớt hơi đi cho nó nạp vào. Dưới đáy bình nó có một cái vòi xả nước các bạn, đáy bình nó có một cái van xả nước. Rồi cắm 220 đi. Thấy chưa? Trên relay áp là tích hợp công tắc tắt mở này. Êm rú và rù luôn. Kích thước nó rất là nhỏ gọn các bạn, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Ôm lên thử xem, trên người thử xem. Nhỏ vậy mà nó nặng đấy các bạn, hàng ngày chắc phải tầm 25-30 kg đó. Đó.
phải hơn 30 ký. Kích thước cực kỳ nhỏ gọn luôn. Hơi lên khá nhanh đấy. Thì có một số những cái máy Hitachi mà màu xám lông chuột đó, nó đi cái đầu hơi này, bình nó 30 lít. Đó thằng đây, cái đầu này đi bình 16 lít thì hơi nhỏ so với nó. Chạy đúng 8 ký không? Chuẩn 8 ký luôn. Chuẩn 8 ký các bạn ơi, 8 ký ngắt. 8 ký ngắt thì khoảng độ là 6 ký thì nó sẽ nạp lại ha. 6 ký nó sẽ nạp lại. Cho các chú các bác chúng ta coi được cái vòi xả nước ở dưới đáy cơ. Đó, dưới đáy nó có vòi xả nước kìa. Cứ định kỳ lâu lâu thì chúng ta vặn ra, chúng ta xả bớt nước trong bình đi. Nước nó ở đâu ra? Nước nó không có tự sinh ra đâu các bạn. Nước nó ở môi trường xung quanh chúng ta đó. Tức là nó hút cái khí này này, hút khí vào ở trong cái không khí chúng ta, nó có độ ẩm đó. Lâu ngày nó tích tụ lại thành cái nước ở trong bình. Rồi, con máy hơi này là 2 triệu rưỡi ha. Máy hơi này 2 triệu rưỡi, Iwata 16 lít ha. Ở đây nó bị lỗi nhẹ xíu này, đây nó bị bẻ mất một miếng nhựa này. Bẻ mất miếng nhựa này, đây là che miếng băng keo lại cho nó lịch sự ha. Báo cáo rõ cho các bạn luôn. Giá thì cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Hàng này chúng ta về chúng ta xài điện 220 luôn. Ok. Lưu ý các bạn luôn là thằng này thì chúng ta ráng chúng ta chuyển khoản hết trước cho bên mình ha. Và bên mình sẽ không có bảo hành, chỉ bao chạy cho các bạn như vậy thôi ha. Về thì tuần đầu tiên nói không bảo hành nó hơi vô trách nhiệm chút xíu. Về tuần đầu tiên các bạn sử dụng mà nó có vấn đề gì thì mình sẽ thu hồi lại cho các bạn, cứ yên tâm luôn ha. Rồi, tiếp theo đến hai món khoan bàn đi. Rồi nhắc đến khoan bàn thì không thể nào mà thiếu đến những cái mũi khoan ha. Thì tất tần tật những cái mũi khoan bên mình bán rất là nhiều cho các bạn luôn. Bên mình bán rất là nhiều các loại mũi khoan cho các bạn luôn ha. Từ 1 ly rưỡi cho đến 40 ly. Từ 1 ly rưỡi đến 40 ly đây. Thường là những cái đồ công nghiệp các bạn ít khi nào các bạn nhìn thấy lắm. Đây này, đây là những cái mũi công nghiệp này. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40. Đó. Thì những cái số này là mình hay xài. Thành ra thì mình mới lấy những số này thôi. Còn hầu như là tất cả nó có liền số hết các bạn ơi. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nó liền số hết luôn, không thiếu một cái số gì hết. Các chú các bác chúng ta chưa coi được những cái máy, những cái mũi công nghiệp nó như thế nào đâu ha. Để lưu ý các bạn luôn nè. Từ bắt đầu từ cái mũi này trở lên này. Từ cái mũi 15 này trở lên này. Đó, chúng ta sẽ không có xài khoan bàn chúng ta không có khoan nổi đâu. Đó, từ mũi 15 lên chúng ta phải sử dụng những cái cây như thế này này thì nó mới khoan được. Mỗi ly rưỡi đâu, từ 1 ly rưỡi rồi. Đó, 1 ly rưỡi, cái này là 2 ly rồi. 2 ly rồi. Ly rưỡi mất tích đâu rồi. Đó. À, đây là những cái mũi mình xài size nhỏ này, từ 1 ly rưỡi cho đến mũi 14 này, mũi 14 này. Thì các bạn yên tâm thì các bạn đầu kẹp mũi 13 các bạn đừng có băn khoăn cái này ha. Đó, nhà sản xuất thì nó cũng tinh ý vấn đề đó lắm, không phải lo lắng về cái chuẩn kẹp đâu này. Đó, mũi 14 này nó phay chuôi lại còn 10 này, thay ông ta kẹp luôn. Đó. Còn đây là những cái mũi này, là mũi này nó phay cái chuôi lại hết rồi. Ví dụ như mũi 40 này, mũi 40 này thì nó phay chuôi 12 ông ta này. Thành ra thì đầu kẹp 13 chúng ta cứ khoan được hết thoải mái, rất là nhiều những loại mũi khoan. Đó. Rồi, qua cái máy khoan coi. Rồi, ngoài ra thì nhà khách nào chúng ta có máy khoan đầu kẹp nhỏ đó, đầu kẹp 6 ly rưỡi đó, thì chúng ta băn khoan là bắt đầu từ cái mũi 7 trở lên chúng ta không có kẹp được. Không có phải lo vấn đề đó. Vấn đề đó là lại có những nhà sản xuất lo rồi, chúng ta không có lo. Mũi này mũi mấy đây? Mũi này mũi 10. Đây các bạn coi này. Mũi này mũi 10 ha. Đó, HHS 10 này. Đó. Mũi này mũi 10 này, nó cho chúng ta cái về cái chuôi 6 ly 3 này. Đó, thì máy khoan 6 ly rưỡi chúng ta cứ thế chúng ta kẹp những cái mũi này. Bên mình có bán tất tần tật luôn, đầy đủ hết luôn ha. Lưu ý các bạn luôn. Bên mình chỉ bán những cái mũi này dành cho máy khoan đầu kẹp 6 ly rưỡi. Không bán những cái mũi này cho các bạn dành cho cái máy này đâu ha. Những khách nào chúng ta muốn mua cái mũi này về chúng ta giải sử dụng cho những cái máy này này, bên mình sẽ không có chịu trách nhiệm về cái mũi ha. Các bạn đợi đáng chịu vấn đề đó thì các bạn phải hiểu được là cái cơ cấu của máy vít là cái cơ cấu búa đập ngang. Thành ra bên mình chỉ bán những cái chuôi này. Bên mình phải nói rất là rõ khách hàng mua cái mũi này về chúng ta sử dụng cho máy gì. Thì các bạn nói để gài cho máy vít thì bên mình sẽ từ chối, bên mình sẽ không có bán này. Chỉ bán cho những cái mũi này dành cho đầu kẹp 6 ly rưỡi thôi. Đó, gắp cái mũi này vô, gắp cái mũi 10 khoan thử miếng coi. Test khoan thử trước và giới thiệu sau. Rồi, cắm điện 100V vô coi. Quốc thử cái mũi đây, cái mũi này luôn này. Mũi chuôi 6 ly 3 này. Quốc thử cái lỗ đây. Nhôm này, nhôm bao nhiêu ly đây?
ly mỏng vậy, 10 ly gì mà dày vậy, nhôm này mà nhôm 15 ly. Nhưng mà nhôm 15 ly các bạn. Vất luôn 15 ly làm láng. Nhôm thì chúng ta cũng không cần thiết chúng ta phải làm mát đâu. Có điều ở sắt thì chúng ta phải làm mát ha. À, máy nó đang chạy rồi hả? Vâng. Êm ru vậy trời. Nhôm thì cứ thế chúng ta nhắm mắt nhắm mũi chúng ta đẩy thôi. Lâu lâu chúng ta nhấc lên cho nó ra phôi cái. À, đúng đẳng cấp kia ra luôn. Êm ru và rù luôn. Tôi nhắc đến máy khoan là chúng ta phải nghĩ đến kia ra đầu tiên. Còn Hitachi nó chỉ là cái hàng tập đoàn quốc dân thôi. Cái gì nó cũng làm, nó không có chuyên biệt. Tắt đi. Đã. Đúng chất kia ra luôn, các bạn thấy lỗ 10 nó khoan ra. Nét còn hơn Sony. Nét còn hơn Sony nữa. À, ra lấy cái ra cái kia lấy cái mũi khoan 10 cao su ở đây coi. Có thước vuông nhỏ nhỏ. Đâu mũi 10 đâu? Đưa mũi 10 đây. Mũi 10 đây đúng không? Đây, mũi 10 đây. Ờ, đưa cái thước vuông mini đây. À, chú ốc bán đặt coi. Ghê thiệt ta. Để thẳng cái mũi coi. Chất nói là thôi rồi chứ đây. Vậy cho nó dễ nhìn này. À, tắt tầm tạp luôn. 90 độ. À, khoan đẳng cấp cỡ đó. Rồi. Rồi lắp cái mũi Kabushi này vô cái cây Kira, vô cây Hitachi test coi. Lắp vô cây Hitachi đó, test thử coi. Ờ, con đó 220 đấy, con đó cắm thằng 220 đi, 220. Con này thì chạy được hai loại điện luôn các bạn, 110 220 thì mặc định bên mình đã câu dây qua 220 rồi. Nâng cái bàn lên xíu, quái bàn nâng lên xíu. Rồi, vẫn là miếng nhôm 15 ly, lỗ này là của Kira. Giờ mình lấy cái mũi Kabushi mình khoan cái lỗ kế bên. À, bật lên. Nhôm thì chúng ta không cần thiết chúng ta phải làm mát. Còn đối với sắt thép thì các bạn phải làm mát nó. Nhôm thì cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi giờ chúng ta đẩy thôi. Nào mài mũi ở đây rồi để cùn vậy. Nó bị gãy. Mũi này phải vuốt lại xíu. Mũi này ăn chưa có ngọt. Ok, ra đây. Hai thằng nó cũng 8 cân nửa lạng. Hai thằng nó cũng 8 cân nửa lạng các bạn. Thằng này Kira, thằng này Hitachi. Đó, hai thằng cũng 8 cân nửa lạng à. Đã. Chọn o luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi chi tiết về hai cái em này. Ở hai em này thì nó sẽ có đồng giá nhau luôn ha. Đồng giá nhau luôn là 5,5 triệu. 5 triệu rưỡi luôn. Thằng này thì chạy được 220 này. Motor lớn, motor này là 0.4 kg. Đó, chạy được hai loại điện 110 và 220. Còn thằng Kira này motor là 0.2 kg, chỉ chạy điện 100V thôi. Đó, cứ đồng giá luôn là 5,5 triệu một cây. Riêng mà khách nào chúng ta lấy kinh doanh đó thì bên mình để cho bạn luôn là một cặp luôn là 10,5 triệu. Giá thì cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Lưu ý các bạn luôn là hàng thanh lý thì bên mình chỉ nhận chuyển khoản hết thôi, không có nhận cọc và không có nhận COD. Đầu tiên là em Kira huyền thoại KND NSD trừ 13R. NSD trừ 13R nó gồm có 3 cấp tốc độ, 4 cấp tốc độ này,
45, 750, 1130, 2003 này. Made in Japan. Đó. Made in Japan. Mở ra coi cái cặp tè coi. Những hộp kim loại luôn, cứng ngắc luôn các bạn ơi. Cứng ngắc luôn, đã ghê luôn. Leng keng sà beng. Leng keng sà beng. Zin toàn bộ zin hết. Đó, chỉ có bên mình chỉ có sơn lại mới thôi. Toàn bộ là zin đét hết ha. Sơn lại mới. Đây chặn hành trình có luôn này. Mở ra quay bàn lên xuống thử xem nó ngọt ngào trơn tru không. Dày nặng lắm, trọng lượng của nó thì tầm khoảng độ 70 kg, tầm khoảng độ 70 kg. Đại đa số những khoan bàn này tầm khoảng độ 70 kg. Rồi quay xuống rồi. Đó. Rồi đá ra đá vô coi. Đó. Rất nhẹ nhàng các bạn ơi. Rất nhẹ nhàng. Đá 360 luôn còn kịp nữa. Đó. Tuyệt vời à, đẹp. Đi ra là đẳng cấp thì nói thôi rồi á. Như Kira thì nó xài cái motor của cái hãng gì ta? Kira nó xài motor của hãng Hitachi luôn. Motor 0.2 kg. Motor 0.2 kg. Công tắc zin. Công tắc zin. Bấm nào bấm vô coi. Đó. Công tắc zin. Đẹp, xuất sắc luôn. Đầu kẹp 13. Hầu như là khoan bàn 1 mét Nhật á, là đầu kẹp 13 hết á. Đầu kẹp 13 hết. Đó. 5,5 triệu một em. Khoan bàn 1 mét Hitachi Makira, trọng lượng của nó thì khoảng độ tầm 70 kg. Đó. Đây này là 5,5 triệu, hai cây đồng giá nhau luôn. Tiếp tục đến thằng Hitachi luôn. Hitachi đấy này, anh này sát qua bên coi. Đến thằng Hitachi. Hitachi cũng vậy luôn ha. Hitachi là cũng 5,5 triệu luôn. Thằng này Hitachi này mâm tròn xoay. Mâm tròn xoay. Đó. Bàn này nó hơi bị khoan lỗ chút xíu. Hơi bị khoan lỗ chút xíu. Đó. Mâm tròn xoay, cũng đầu kẹp 13 ly. Cũng là đầu kẹp 13 ly. Thằng này model của nó là BD-360B. BD-360B. Đó, đầu kẹp 13 ly luôn. Thằng này Hitachi này là chặn hành trình, nó là cái vòng này ha. Chúng ta nới này ra, chúng ta chỉnh hành trình, chúng ta siết lại. Chặn hành trình nó là cái vòng này. Mở cái cạc te ra coi. Hộp sắt luôn. Sắt luôn ha. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cấp. 5 cấp các bạn ơi. 5 cấp tốc độ tương ứng với lại 5 số trên này này. Đó, 5 số trên này. 5 cấp tốc độ à. Đẹp. Motor là 0.4 kg. Motor của nó chạy được hai loại điện đó các bạn. Motor nó chạy được hai loại điện này. Chạy được điện 110 220 này. Các bạn thấy không? 110 220. Thì mặc định là bên mình đã câu dây cho các bạn qua qua 220 rồi. Bạn nào muốn xài 110 thì các bạn phải nói để bên mình đảo dây lại ha. Dây nguồn zin nó này. Công tắc zin. Công tắc zin. Đây. Đó, êm ru luôn. Đó. Rồi, công tắc zin. Đầu kẹp zin. Đầu kẹp zin Hitachi. Còn thằng Kira này xài cái đẳng cấp hơn. Kira này xài đầu kẹp của hãng Yukiwa cơ. Xoay cái bàn lên xuống coi. Xoay bàn lên xuống là trơn tru không? Toàn bộ zin hết à, chỉ có màu sơn là bên mình sơn mới lại cho nó đẹp thôi. Bán thanh lý lại luôn. Cái con này là bình thường, giá bình thường nó không có giá 5,5 triệu đâu. Đó. Xoay qua xoay lại coi, đó gạt qua gạt lại đó. Xoay 360 luôn. Đó. Mâm này có thể xoay à, đây có cái cây đảo này, mâm này có thể xoay được này. Đó. Ở cửa hàng Hitachi này là 5,5 triệu luôn. Thằng này chúng ta xài trực tiếp 220. Còn Kira kia là điện 100V. Đó. Các bạn nào lấy một cặp về chúng ta kinh doanh thì bên mình để cho bạn luôn còn 10,5 triệu một cặp luôn. Còn món gì không? Hết rồi. Rồi ok, thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc. Thì mua hàng các bạn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại ngay trên màn hình chúng ta luôn là 0703 388 042 để chúng ta đặt hàng. Mình tên là Quý ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin chào tạm biệt các bạn.